Chào các bạn. Vào khoảng 2 năm trước thì việc sở hữu cho mình một chiếc AirPods là một trong những việc mà những người giàu chúng ta phải sở hữu. Phải hustle lên, hiểu không? Dăm ba lũ nhà nghèo không có tai nghe không dây dùng non. Chúng ta được tận hưởng một chiếc tai nghe không dây có mức giá từ 4 đến 5 triệu, nó nhẹ nhàng và nó nịnh nọt tai của chúng ta. Tuy nhiên thì mọi thứ đang dần trở nên thay đổi khi mà những anh pháp sư Trung Hoa nhúng tay vào cuộc chơi này. Khi mà những chiếc AirPods trên thị trường thời điểm hiện tại chỉ có mức giá từ 500 đến 1 củ. Và thực sự là cay bạn tôi ạ. Giờ đây đeo một chiếc AirPods lên tai, chúng ta sẽ cảm nhận một sự phèn rõ ràng. Đấy, một vài chiếc tai nghe AirPods nó còn đẹp hơn nhiều, nó có thể lấp lánh đèn ở đấy nữa. Giờ phải làm sao? Giờ phải làm gì? Thì Apple đã nhìn thấy cái tương lai đấy và họ tung ra một chiếc tai nghe 13 triệu. Và nếu như bạn bấm vào video này nghĩ rằng ôi ơi để xem chiếc tai nghe này nghe có hay không, thì bạn thoát khỏi video này đi, bởi video này không dành cho bạn. Intro nào. Không thích nhìn ai bắt là một chiếc tai nghe có mức giá 13 triệu thì bạn có thể tham khảo tại Sephonet nếu như họ bán. Cái liêm sỉ của tôi. Với chiếc tai nghe này ấy, thì nói thật với các bạn là 13 triệu đồng các bạn bỏ ra. Các bạn bỏ ra không phải là vì cái chất âm. Bởi vì nếu như 13 triệu đồng bạn bỏ ra cho Apple và bạn đòi là một hiệu năng tốt, một chất âm ổn hay là một cái gì đó nó awesome ấy, thì bạn bỏ tiền vào nhầm hãng rồi. Đấy, với Apple bọn tôi chỉ hướng đến một cái thứ duy nhất thôi: đẹp, sang trọng và xịn sò. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái cặp áo vú cực kỳ... Ở đây chúng ta sẽ có một cái cặp áo bảo vệ cái cặp tai này rất là xịn. Đấy, được làm bằng da. À, cũng chả phải là da nữa, nhung nhung, trông khá là hay ho. Bên trong thì Apple nói với chúng ta rằng là củ sạc dành cho noob, hiểu không? Chú mày chỉ cần dây sạc thôi. Còn chú mày cắm vào đâu thì chịu. Hết sầu đấy. Và đó toàn bộ những gì trong hộp. À, một số bạn có thể xem được những cái video trên TikTok hoặc trên mạng khi mà họ gỡ nốt cái phần này ra, biết đâu bên trong nó có cục sạc với cả dây sạc bất ngờ. Lừa hết đấy bạn tôi ạ. Đừng để mấy cái thằng non như thế lừa bạn. Rồi, và đó toàn bộ những gì bạn có thể có trong hộp. Đây thì đây là chiếc tai nghe. Và chiếc tai nghe này có thể khẳng định rằng là bạn giàu hay là bạn nghèo. Với những chiếc AirPods thông thường ấy thì bạn có thể dùng để kết nối chiếc điện Android. Với cá nhân tôi, sau khi nâng cấp iOS 14 thì chiếc iPhone X của tôi nó đang kiểu trong trạng thái sắp chết mẹ ơi. Thế vậy tôi dạo gần đây đang gần chuyển sang Google Pixel dùng. Thành ra là tôi không thể kết nối được với cả chiếc AirMax này. Đây là một điểm đúng, là một điểm hoàn hảo để mà Apple có thể hút máu được chúng ta, hiểu không? Nếu như bây giờ bạn không dùng hệ sinh thái của Apple, bạn non, hiểu không? Tôi không cần bạn trong hệ sinh thái này, bạn đi ra kia đi. Đấy, bởi lẽ thì chiếc tai nghe này chỉ dành riêng cho những cái sản phẩm của Apple như MacBook này, iPad, iPhone, iPod thì giờ còn sống không nhỉ? Không biết nhá. Tuy nhiên thì với chiếc điện thoại Android như này thì chúng ta sẽ không thể nào có thể kết nối được. Khổ nỗi là tôi giờ có mỗi điện thoại Android dùng thôi. Tí nữa tôi sẽ đi thử mượn mấy cái iPhone trong văn phòng nghe thử xem như nào. Rồi, thực ra ấy, với cái số tiền này các bạn bỏ ra ấy, tôi nói thật với các bạn là hãy nhìn về thiết kế đi. Phần thiết kế thể hiện rõ ràng là ấy, bố mình giàu. Đó. Với 13 triệu đồng trên tai, một khi bạn đã đeo vào ấy. Sao nó bé thế nhỉ? À đây. Đấy, nó phải vừa đầu tôi tí, đầu tôi nó hơi to. Okay. Một khi các bạn đeo vào ấy, nó còn bật luôn cả chống ồn các bạn. Nó tự động bật luôn và kiểu xung quanh tôi, đó. Tao chả nhìn thấy thằng nghèo nào cả. Thậm chí chúng ta không thể ngửi được mùi nghèo luôn bạn tôi ạ. Tại vì đây là không gian của người giàu. Bạn chỉ nhìn thấy những người giàu xung quanh chúng ta thôi. Thậm chí âm thanh mà tôi đang nói nó còn bị bớt đi. Tôi còn không nghe bản thân mình nói gì. Sai. Cực kỳ sang trọng và tinh tế, không? Tuy rằng đeo lên mặt tôi nó có thể hơi béo và phèn phẹt một tí. Nó sẽ không thể nào mà toát ra được cái 13 triệu trên tai được. Tuy nhiên người ta nhìn vào tôi phát là biết tôi giàu luôn. Bây giờ đây ấy, khi mà các bạn ra những quán cà phê ấy, tất cả gì bạn cần làm chính là không gian của tao. Xét vào phát. Trời ơi, mấy em gái nhìn bạn kiểu ôi, ôi, anh kia đeo tai nghe 13 triệu kìa. Ôi, đứng ra liền. Đấy, và đó là những thứ mà chúng ta bỏ tiền ra để mà mua cho mình một chiếc AirMax, chứ không phải là vì chất âm. Năm bao nhiêu rồi bạn cần bỏ tiền ra mua chất âm? Ha, non. Cái thứ mà bạn cần quan trọng khi mà mua một chiếc tai nghe của Apple ấy, đó chính là cảm giác đeo. Bởi vì các cụ ngày xưa có một câu nói rất là hay: rượu nào uống lắm chả say, kẻ khôn nói lắm dẫu hay cũng như cũng nhảm. Thành ra là nếu như một chiếc tai nghe mà cho dù nó có âm thanh nghe tốt và hay đến mấy mà cảm giác đeo nó như bỉu ấy, thì nó sẽ đem đến bạn một cái trải nghiệm cực kỳ là khó chịu. Thêm vào đó thì một số chiếc tai nghe trên thị trường thể hiện tại thì nó sử dụng cho mình chất liệu là da. Đồng ý rằng là da sẽ bóng bẩy đấy, da nhìn sẽ có vẻ đẹp đấy, nhưng sau một khoảng thời gian sử dụng, nếu như bạn không thể giữ được nó thì nó sẽ gặp hiện tượng bung. Và với những bạn nào mà chơi tai nghe thì cũng không còn lạ lẫm gì rồi. Còn nếu như bạn chơi hardcore nó có một tủ chống ẩm amazing, good job bạn. Nhưng với một thằng lười như tôi thì việc mà sửa cho mình những chiếc tai nghe dạng lưới như này, thậm chí nó có thể tháo ra
để có thể thay cấp tai tùy thích như này là một trong những cái thiết kế khá là thông minh và thú vị. Khổ nỗi rằng là nhà Apple thì nó có một cái bệnh, đó chính là một khi mà họ thay đổi ấy, là kiểu gì cũng có lỗi. Kiểu gì cũng có bạn ạ. Thời điểm hiện tại thì bạn có thể nhìn thấy chiếc tai nghe này nó bóng bẩy xịn sò và trông có vẻ là sang trọng đấy. Nhưng mà bỗng một khoảng thời gian nữa nó bắt đầu có lỗi xảy ra thì chưa biết chuyện gì được. Tuy nhiên thì cái thời điểm hiện tại khi tôi được mở ra và trên tay ở đây thì phải nói thật với các bạn, nó đeo quá sướng, quá ngon, quá nâng niu và mềm mại cái tai tôi. Đấy, còn về góc cạnh thì như bạn thấy thì khi mà đeo lên tai tôi, thực sự là tôi không thể nhìn thấy chính bản thân tôi được. Đấy, đây là một điểm khá là hay khi mà Apple không trang bị đèn LED RGB trên chiếc tai nghe này. Đã kết nối với cái máy nào ấy bạn ạ? Đấy, nó kết nối cái máy nào ấy, nó cứ bật âm thanh lên trip vãi lì. Nhưng mà bù lại thì khi mà đeo chiếc tai nghe lên ấy, không được nhìn thấy bản thân đâu. Nhưng mà tôi có một cái kiểu tự tin được cộng lên 100 điểm ấy. Bố mình giàu, sao? Khá là xịn. Và đó là những cái thứ bên ngoài thôi, cái vẻ sang trọng bên ngoài. Còn bây giờ thì tôi đã phải mượn được cái máy iPhone của anh Duy Thẩm để chúng ta có thể nghe nhạc. Bài nhạc mà tôi lựa chọn sẽ là Tình Yêu Vui của BMCC. Thực ra thì bọn tôi giờ làm nhạc thì ông phải nghe nhạc của mình nó mới hết show, nghe nhạc người khác bản quyền. Rồi tôi sẽ nghe thử. Bạn có thể, tôi sẽ để link phía dưới cho bạn nghe thử nhé. Hà Lê bài này cháy lắm. Thực ra thì với những chiếc AirPods Max này tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên đợi cái phiên bản tiếp theo khi mà nó được hoàn thiện lại. Những phiên bản đầu hay bị lỗi lắm. Giờ tôi sẽ nghe thử. Chỉ là một thằng ngồi đầu trái tim bị Cupid nạ AK. Nếu nhìn kỹ anh em sẽ thấy có một chút mỹ châu trong chồng. Không thả lông ngỗng anh chọn thả tim lại trên các ngã ta qua. Đêm gơ anh say rồi say là say mồi. Tìm kiếm bấy lâu mới phát hiện em ở đây rồi. Em yêu là đây ngồi say xin đi mây trời. Say bị tòa tháp yêu được em anh đã say rồi. Yeah yeah. Em có thể nghĩ rằng anh đang cố buồn như lời tán gỗ mua lòng da. Nhưng thật sự từ khi yêu em anh lừa chỉ gặp lũ cua đồng da. Có ai như anh luôn vui vẻ dù cho em mấy cấp cả tiếng da. Anh đây là đâu phải cụ rùa hồ gươm sợ em trả kiếm da. Định nói cái này nhưng mà em cho phép thì anh... Anh Bia cho em mua lại cái này đi, mẹ nó hay vãi cứt, wow. Đáng tiền bạn tôi ạ, đáng tiền, đỉnh lắm, holy fuck. Sang trọng, tinh tế, thể hiện mình giàu và quan trọng nhất, đã quá. Thôi và đó toàn bộ video hôm nay. Nếu như bạn có khoảng độ là mười mấy triệu đồng để bỏ ra mua chiếc tai nghe này, bạn sẽ không bao giờ gặp phải cái trường hợp là đeo AirPods xong rồi cái thằng danh con bên cạnh nó cũng có một cái AirPods bên cạnh, thậm chí nó có thể lấp lánh được nữa. Giờ đây chúng ta ở đẳng cấp khác, ở một cái đẳng cấp một chiếc tai nghe chụp tai giá chục triệu. Và tin tôi đi bạn tôi, phải vậy đi. Và đó là tập hôm nay. Nếu bạn cảm thấy hay đừng quên bấm nút đăng ký, bấm chuông để ủng hộ channel này nhé. Thực ra thì với cái trình độ tai nghe của tôi thì nó không thể nào mà nói bạn biết rằng âm bass, âm treble, âm trầm, âm bổng các thứ này nịnh nọt đôi tai chúng ta được. Bởi lẽ thì mỗi tai nó sẽ là một cái trải nghiệm khác. Và với trải nghiệm của tôi trên chiếc tai nghe 13 triệu này, phê phết. Ok, bye bye các bạn.